Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình tiến hành mình bứng cây câu mọi người. Sẵn đây thì mình cũng quay lại clip để chia sẻ cho mọi người cùng xem và cùng góp ý với mình. Đây là cái cây câu mà mình chuẩn bị bứng mọi người này. Cây câu này sang năm là khả năng là cho bói mọi người ha. Cây cũng đã khá là to rồi. Vì mình trồng cũng được vài năm rồi mọi người ạ. Nhưng mà do vì cái vị trí mình trồng khi mình quy hoạch lại cái vườn á, thì cái vị trí này nó chưa được ổn cho lắm. Cho nên là mình cần phải đưa nó đúng cái vị trí mà mình cần. Đây, cái gốc câu đây. Nhưng mà mình lại muốn sang nó dời vào một cái vị trí cách đó chừng khoảng cỡ 70cm đó, để đúng cái vị trí cái ranh. Nghĩa là sau này là cái đoạn cái hàng cái câu đấy á, mình sẽ tiến hành mình làm cái hàng rào, cho nên là mình cần phải bứng cho nó sát cái hàng rào. Đây, quay tổng thể cho mọi người xem cái câu này. Cái câu này là câu cao và trái dài mọi người ạ. Trước khi bứng thì mình cũng muốn giới thiệu với mọi người về một vài cái công cụ của mình, đồ nghề. Đầu tiên là cái cuốc, thứ hai là cái xẻng, và thứ ba là cái cạo đất. Cái này thợ xây hay dùng. Đấy, như vậy thôi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết về cái cách mà chúng ta bứng cây câu. Nói về bứng cây thì cây câu nó cũng na ná những cái cách mà chúng ta bứng những cái cây khác thôi mọi người ha, chứ không có khác gì nhiều. Tuy nhiên là cái câu là cái cây nó dễ sống, cho nên là nó khi mà chúng ta bứng như vậy nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với những cây khác. Cụ thể như là trước khi chúng ta đào để chúng ta bứng thì chúng ta phải nhớ rằng là bứng là cái việc chúng ta sử dụng những cái thao tác, những cái kỹ thuật để chúng ta bợ cái cây đi, bao gồm sẽ có những cái phần đất nó dính liền trong đó và hạn chế tối đa trong cái việc mà làm cho cái bộ rễ sát gốc bị tổn thương, thì tỷ lệ sống của chúng ta hầu như là đạt tuyệt đối. Thì cây câu đây cũng như vậy. Chúng ta cứ tiên lượng một cây câu như thế này thì chúng ta sẽ án chừng mỗi bên chừng khoảng 10 tới 20cm đó. Nếu như cây mà đã lớn thì chúng ta sẽ mỗi bên chúng ta cách khoảng chừng 20cm, nhưng đối với cây này của mình thì mình chỉ cần mỗi bên này á chừng khoảng 10cm thôi, nghĩa là nửa gang tay. Và mình sẽ tiến hành mình vẽ một cái vòng tròn đó, quanh cái gốc của cái câu này. Từ cái đoạn vòng tròn đây trở vô là cái phần đất này mình sẽ bứng kèm. Nó sẽ đi gắn liền với cái câu này dù mình di chuyển nó đi đâu mọi người ha. Và hạn chế tối đa trong cái việc mà làm bể đất đó. Nếu như mà chúng ta làm bể đất thì cái cây câu này sẽ bị suy và nó bị mất một cái thời gian, nó bị đứng lại, thậm chí là có thể chết cây. Cho nên anh em phải lưu ý chỗ này nhé. Còn cái đoạn mà từ cái vạch mà mình vẽ đây đó, vạch mình vẽ đây này, trở ra đây này, thì chúng ta sẽ đào một cái đường rãnh đó, một cái đường rãnh. Và cái chiều sâu thì tùy vào cái bộ rễ của cái gốc câu đây mọi người này. Chúng ta đào có thể là chúng ta đào 20cm hoặc là 40cm tùy ý của chúng ta đó, miễn sao là trong cái quá trình mà chúng ta đào ấy nó không bị vướng mắc gì nhiều và thuận tiện cho cái việc chúng ta đào và bứng là được. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đào. Do vì mình vừa đào vừa quay là không thể được, vì mình quay bằng điện thoại, cho nên là mình khi mình đào xong mình sẽ quay trở lại với mọi người ngay. Ok mọi người, mình vừa mới đào xong. Đây, như thế này mọi người này. Đây nhé, cái câu gốc cái câu đây nhé. Và mỗi bên như thế này thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ 10cm này. Và mình tiến hành mình đào đây nó cũng hơn 20. Đấy, độ sâu thì sâu lắm, sâu chừng khoảng nửa mét á. Đấy. Và ở phía phần đáy của cái gốc câu á, mình đã tiến hành mình dọn sẵn rồi. Mình chọc kể cả ở phần đáy luôn. Nghĩa là những cái bộ rễ ở dưới là mình đã tiến hành mình bấm hết rồi. Đó. Và bây giờ là mình chỉ còn giữ được một miếng đất thôi. Và mình chỉ cần dùng một cái xẻng mình chấn nhẹ phát thì cái cây câu này sẽ đổ về
về đây và mình sẽ tiến hành mình bứng thôi. Nếu như chúng ta làm như thế này á, thì cái tỷ lệ sống của cây cau rất là cao. Và khi mà mọi người cần di chuyển đi xa nhé, hạn chế tối đa trong cái việc mà bị bể bầu, thì chúng ta cần làm một bên như thế này, rồi chúng ta sử dụng bạt hoặc là bao hoặc là bất kể cái vật dụng nào đó, miễn sao là nó bền một tí. Chúng ta lót ở dưới đây này, chúng ta lót dưới đấy và chúng ta chấn cái phần mà chúng ta để chừa bên kia, rồi chúng ta nghiêng cái cây cau, nghiêng cây cau xong rồi chúng ta bọc lại cái bầu của cái cau, rồi chúng ta sẽ tiến hành cột lại, cột thắt chặt lại để cho nó giảm bớt về cái việc mà nó bị lỏng và nó bị chấn động cái bầu đây. Rồi sau đó chúng ta bứng thôi, di chuyển xa rất là khỏe. Còn nếu chúng ta mà di chuyển gần như mình, nó chỉ có vài mét thôi, thì mình chỉ cần chấn nhẹ đó xong, cái khúc bên đó xong, rồi mình đổ nghiêng cái cây cau và rồi mình tiến hành mình bứng thôi. Bây giờ mình sẽ làm cho mọi người xem luôn. Đây, chỗ này mọi người nhé. Đây mọi người. Đấy. Vừa rồi mình đã bứng được cái ca cao rồi này. Đó, mọi người thấy không? Xong. Mọi người lưu ý là chúng ta cần phải hạn chế tối đa cái việc mà chúng ta làm đứt cái bộ rễ như này. Mình thì một mình cho nên là có những cái nó thiếu sót. Đấy. Cái cao này. Đó. Và khi chúng ta trồng đấy, mình chỉ mọi người này, mọi người dùng cái dây á, mọi người ha, dùng cái dây, chúng ta sẽ bó lại như này, chúng ta sẽ cột lại những cái bẹ cau này chừng khoảng một tháng, rồi sau chúng ta hàng tháo đó, chúng ta cột lại như này, mục đích là để chúng ta bảo vệ cái lá non hoặc là cái ngọn nữa kìa đó. Thì sau một thời gian chúng ta trồng được một tháng rồi á, thì chúng ta hãy tháo. Còn ở cái phần gốc đây á, khi chúng ta trồng nhé, chúng ta trồng nút ở phần sau đây, nghĩa là sâu hơn cái mặt của cái bầu mà chúng ta bứng á, tối thiểu là 10 sen à, tối thiểu là 10 sen. Rồi chúng ta trồng xong, chúng ta phải tưới nước thật đậm, rồi chúng ta có thể tưới một số cái dòng mà kích rễ, chẳng hạn như là N3M kết hợp với lại Atonic, chúng ta hòa chung, chúng ta tưới. Thì chúng ta làm như vậy chừng khoảng cỡ 2-3 lần gì đó, thì cái cây cau của chúng ta chỉ mất khoảng cỡ 1 tháng thôi và nó sẽ ra cái đọt mới. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình trồng cho mọi người cùng xem. Bây giờ mình sẽ tiến hành trồng cái cây cau này. Đó. Mình vừa trồng vừa quay bằng điện thoại cho nên là nó không được chuẩn xác. Mọi người coi, mọi người xem video thì cố gắng thông cảm. Đây, mọi người xem này, cái độ sâu của cái bồn, cái hố mà chúng ta vừa mới đào á, nó sẽ sâu hơn so với cái mặt bầu này, mọi người nhé. Nghĩa là mặt bầu này nó lún hơn so với cái mặt cũ. Khi chúng ta tiến hành chúng ta bỏ vào cái vị trí mới như thế này rồi, thì chúng ta có thể bón lân. Còn những cái dòng phân khác thì tuyệt đối chúng ta chưa nên bón nhé. Thay vì chúng ta bón bây giờ thì để sau, vì cái bộ rễ nó, chúng ta vừa mới làm tổn thương cái bộ rễ mà. Nếu như bây giờ chúng ta bỏ luôn, có thể nó sẽ khiến cho cái bộ rễ nó bị chột và bị thối rễ. Do đó là sẽ dẫn tới cái thực trạng là cây cau của chúng ta có thể chết. Còn mình thì mình làm một mình, lười đi ấy quá, lười lấy phân quá.
Mọi người xem này, chúng ta cố gắng chúng ta chấn lại cho nó chắc cái đất ha, chứ gió thổi cát luôn, đổ luôn. Và cái thời gian mà chúng ta bứng cây cau để đi trồng á, tuyệt vời nhất là lúc mà đầu mùa mưa như thế này, hoặc là mưa dầm thì tỷ lệ nó sống nó cao hơn. Tuy nhiên là cái khó mà khi mà chúng ta bứng ở giai đoạn mưa dầm á, là cái bầu cau nó hay bị bể. Đó. Có như vậy thôi ha. Đấy. Chúng ta cứ thế mà chúng ta làm thôi. Cái này cũng hơi sâu quá rồi mọi người ha. Chứ không nhất thiết phải đạt cái độ sâu như thế này đâu. Bây giờ mình sẽ nén cái đất cho nó chặt lại này. Mục đích chúng ta nén đất như thế này là để hạn chế cái việc mà đổ khi mà trời gió, mưa gió bão này kia. Bởi vì giai đoạn đầu thì cái cây cau nó chưa bén rễ đó. Ok, như vậy là mình đã dời được cây cây cau sang một cái vị trí đúng, cái vị trí mà mình cần. Đó, quay lại cho mọi người xem này. Rồi, ok. Lát nữa mình sẽ tiến hành mình đi cột lại những cái lá này. Đó. Như hồi nãy mình chia sẻ với mọi người đó, mình sẽ đi cột lại. Chừng khoảng một tháng sau mình mới tháo ra. Thứ nhất là để hạn chế tối đa cái việc mà nó cạn gió thì nó sẽ đỡ hơn cái việc mà gió ảnh hưởng. Và thứ hai nữa là nó sẽ che chắn cái phần ngọn đang còn non. Đây. Thì đấy là cách bứng cây cau của mình. Và nếu như anh chị cô chú này, chúng ta có những cách làm hay hơn thì hãy nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình bứng những cái cây khác. Mình xin phép dừng cái clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên nhấn cái nút đăng ký và like kênh của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.